Cái này cái linh sam nha bạn. Form này form cái linh sam. Linh sam dòng này dòng sông Hinh, sông Hinh lá kim. Cái form nhỏ nhất của cái form sông Hinh á. Lá thuần thuộc. Nó gần giống 86 chứ không phải 86 nha bạn. Nó cái lá nó hơi giống cái lá 86 nhưng mà nhìn không phải nha, lá nó dài hơn cái lá 86. Nó bền chì hơn cái lá 86. Sông Hinh lá kim, sông Hinh nó có ba chàng lá, lá lớn, lá trung và lá kim. Cái này là phong lá kim bông đó nè. Bông à. Mùa này bông lác đác rồi chứ bông không nhiều. Muốn chơi bông phải cắt nước. Cắt nước cho nó héo lá, rụng lá, rồi tưới nước vô. Cái này nó cũng phiết kém, cái này về buông kém mà vừa nó cũng phiết rồi. Một số cho nó thấy nó cũng nuốt kém rồi. Cây này mình để nguyên chậu cho mình gỡ nha bạn, nó ăn hết cái chậu rồi. Này cái đế cũng đẹp nữa, mình quên quay cái đế, mặt đế nó cũng đẹp ạ. Đế mặt tiền đẹp, cái này đế tự nhiên chứ không sắp đế nha bạn, cây này tự nhiên mà đế đẹp, nhìn nó tự nhiên, cốt cạnh nó cỡ ngón tay mình đó. Con tay trỏ, con tay trỏ nè. Nó có một cốt mà nó nhảy ra hai cái thân nha bạn, chứ không phải hai cây trồng vô luôn nha, nhảy ra hai thân. Cái lớn thì nhỏ xong hơn này nhìn nó cũng có duyên. Cái cục chỗ này thì 28, cái cục này chỗ này thì 28, còn một cái thân lớn này. Thân lớn nó khoảng 16, cái tàn ngang nó khoảng 60. Cái này cái tàn ngang thì mình 60 dưới thôi, chiều cao nó được khoảng 38 39. Form cây cây này nhìn nó cũng có duyên, nhìn đẹp. Form cây, form cây nhìn nó cũng dày lắm ạ. Nhìn nó cũng được. Đây người ta làm cũng công phu, vô kiểm cũng mấy lần. Cái này đang đơm bông nè, cái này về chỉ chi vậy chơi thôi chứ cắt tỉa thôi chứ cũng không làm gì nữa, cũng kín cây rồi. Già cây này mình gửi nguyên chậu á, combo này mình gửi nguyên chậu. Linh sam, sông Hinh, lá kim,